Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo lần 4 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo dự kiến hàng loạt hành vi sẽ bị trừ hết 12 điểm bằng lái xe trong một lần nếu người điều khiển phương tiện vi phạm. Đó là những hành vi người điều khiển xe ô tô, xe máy và các loại xe tương tự vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở, mức kịch khung, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất cấm khác. Người lái xe ô tô lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, đuổi nhau, dùng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy trên đường mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát hoặc gây tai nạn giao thông. Tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của cảnh sát đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên. Tài xế xe ô tô điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h mà gây tai nạn giao thông. Người cầm lái xe máy điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. Tài xế xe máy điều khiển phương tiện buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe và điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc là gắn biển số giả. Không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khổ giới hạn xe khi có tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra tải trọng khổ giới hạn xe. Chuyển tải hoặc dùng các thủ đoạn khác để trốn tránh việc phát hiện xe chở quá tải quá khổ. Đáng chú ý, tài xế có hành vi đua ô tô, xe mô tô trái phép trên đường giao thông cũng bị phạt trừ từ 12 điểm giấy phép lái xe. Dự thảo lần 4 cũng đề xuất sau khi người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đồng bộ với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, dữ liệu điểm bằng lái xe sẽ được phục hồi và cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó nêu rõ các loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe. Theo quy định tại khoản 5, điều 65 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, một trong những quyền hạn của cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra kiểm soát là dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ, điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, điều 56 luật này quy định cụ thể. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật, có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trừ người lái xe gắn máy, khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ sau đây: chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng nhận kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Như vậy, 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với ô tô, bảo hiểm xe bắt buộc.
4 thay đổi về giấy phép lái xe trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đưa ra 4 thay đổi lớn về giấy phép lái xe, khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn, điều chỉnh thời hạn giấy phép ô tô, thay đổi thời hạn và quy định điểm cho giấy phép lái xe. Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước đây. Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 sang giấy phép lái xe theo luật này. Thay đổi thời hạn của giấy phép lái xe. Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, giấy phép lái xe mô tô vẫn không thời hạn. Giấy phép lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi bằng B1 hiện nay và bằng B mới sẽ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp, thay vì phụ thuộc vào độ tuổi người lái xe như hiện nay. Luật mới quy định giấy phép lái xe hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm. Hiện nay, giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, hạng C, D, E, F, B2, F, C, F, D, F, E có thời hạn 5 năm. Giấy phép lái xe hạng A1, A, B1 không thời hạn. Trước đây, giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không thời hạn. Hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi nữ và 60 tuổi nam. Nếu người lái xe trên 45 tuổi nữ và trên 50 tuổi nam thì giấy phép lái xe có thời hạn 10 năm. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng gồm A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thay vì 13 hạng như Luật Giao thông đường bộ 2008, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F, B2, FD, FC, FE. Luật cũng thay đổi loại xe được lái trong trường hợp hạng A1 mới cấp cho người lái xe mô tô từ trên 50 phân khối đến 125 phân khối, thay vì từ 50 phân khối đến dưới 175 phân khối như hiện nay. Hạng A mới cấp cho người lái xe mô tô trên 125 phân khối thay vì trên 175 phân khối như hiện nay. Hạng A2, hạng B1 mới cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh thay vì xe ô tô như hiện nay. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, số điểm trừ tùy thuộc vào hành vi vi phạm. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trừ phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo cho biết tùy vào hành vi vi phạm mà sẽ bị trừ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 điểm. Việc trừ điểm không phải là hình thức xử phạt nên người vi phạm vẫn bị phạt tiền. Hành vi nào đã bị trừ điểm sẽ không bị tước giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau ít nhất 6 tháng, người vi phạm được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông do cảnh sát giao thông tổ chức để được phục hồi đủ 12 điểm. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, dữ liệu về điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu, việc trừ phục hồi điểm được tự động thực hiện trên hệ thống. Quy định này đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, qua đó quản lý tài xế trong suốt quá trình từ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến chấp hành pháp luật và tái phạm lỗi. Quy định mới về số giờ đào tạo các loại bằng lái xe. Khoản 8 điều 4 thông tư 05/2024 TT-BG-TVT quy định về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo giấy phép lái xe. Đối với bằng lái xe A1, đào tạo kéo dài 12 giờ, trong đó có 10 giờ đào tạo lý thuyết và 2 giờ đào tạo thực hành lái xe. Đối với bằng lái xe A2, đối với chương trình đào tạo kéo dài 32 giờ, trong đó có 20 giờ đào tạo lý thuyết và 12 giờ thực hành lái xe. Đối với bằng lái xe A3 và A4,
hai loại bằng lái này yêu cầu đào tạo cao hơn với tổng cộng 80 giờ, trong đó bao gồm 40 giờ lý thuyết và 40 giờ thực hành lái xe. Hạng A3 áp dụng cho xe máy kéo 2 bánh và A4 áp dụng cho xe máy kéo 3 bánh. Đối với hạng bằng B1, số giờ đào tạo phụ thuộc vào loại xe mà người học sẽ điều khiển. Đối với xe số tự động yêu cầu là 476 giờ, trong đó có 136 giờ lý thuyết và 340 giờ thực hành lái xe. Trong khi đó, đối với xe số cơ khí, số sàn, số giờ đào tạo tăng lên 556 giờ với 136 giờ lý thuyết và 420 giờ thực hành lái xe. Đối với hạng bằng B2 dành cho các loại xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, yêu cầu tổng cộng 588 giờ đào tạo, bao gồm 168 giờ lý thuyết và 420 giờ thực hành lái xe. Đây là hạng phổ biến và cần thiết đối với những người muốn làm việc trong lĩnh vực vận tải hành khách. Đối với bằng C là hạng cao nhất trong các loại xe đòi hỏi đào tạo với tổng cộng 920 giờ, trong đó bao gồm 168 giờ lý thuyết và 752 giờ thực hành lái xe. Đây là hạng dành cho các loại xe tải, xe chuyên dụng và xe có trọng tải lớn, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ cao và sự phản xạ nhanh nhạy trong mọi tình huống giao thông. Việc nắm rõ các quy định về số giờ đào tạo bằng lái xe, các hạng từ A1 đến C là điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Các quy định này không chỉ giúp học viên có sự chuẩn bị tốt hơn mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông do thiếu kỹ năng lái xe thực tế. Chính vì vậy, hãy chọn các trung tâm đào tạo uy tín và tuân thủ đầy đủ các quy định về số giờ học lý thuyết và thực hành để đạt kết quả tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.